បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកតាមដានរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុង Channel CSL Official ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកគុណនាមចំនួន10ដែលសិតសឹងតែជាគុណនាមល្អៗសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ 10 common adjectives you should know. Okay. Hi, សម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចូលទស្សនាថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចពី Subscribe ដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅ ណា Okay, ta hãy lấy cái mọi khát bây giờ cho tất cả mê riêng như thế này. Ok, phần tay xong môn nâng chỗ tất đào mê riêng adjective của dưỡng khiếm xong mọi bộ môn riêng clear mùi sân. Vì bố nâng khả nông bí xa lấy, dưỡng ở tại riêng tại bia. Hãy vô tới nơi dây cùng nơi dây đôi phía xa Khmer rồi có phía xa Thái bàn đi. Chúng ta riêng clear về cái only structure bởi vì bà chỉ xâm năng và dụng bởi vì nó. Chúng dừng riêng structure về hỏi mà dừng cùng nơi dây tam structure bỏ kể nè. Ok. Lấy ưu tố hò khả năng nít khi mà riêng structure mỗi cứ don't be so. Hãy bốc cho mùi những adjective để dừng riêng nó về một tài chuyện này nè. Bà. Chúng dừng prai chi phía xa khả mai dừng máu dừng prai là cống sớ cho chọc máu về mà sớ là nếu khi mà xe khả năng của chó đại mình này thả phê khá dừng dễ cắt dừng ở bên phía sớ đứng thế và dừng dễ thả cống về chừng thả cống chơi về cống và hơn về dễ chừng thả nế ok chừng ông lấy ọt vào bạn thế dừng còn là dễ phía thả don't be so một chùm mình ăn chữ thiêu mà ok và chừng sự khẩm tạp bộ môn dô bán lại ní tại chúng dân bật cho từ khung cho từ mọi adjective dân được học mà và adjective để tìm mua được trong lớp một riêng này nít cứ và adjective mà bị bọn nghiệp comment mà một con cái lấy từ mới comment pin nhận nơi hàng cày bông đai một con đúng không tại dân cô cho cô được niệm ấy một bị bọn nghiệp có đó và chứng cứ trong lớp vô biết thế mischievous mà chúng bạn chuẩn lần tiếp mischievous phải thả rụt bực mà một phần mềm mềm rụt bực như thế này ok chẳng những bốc cho mỗi những clear dân để tâm đang riêng mình cứ don't be so và don't be so bốc cho mỗi những mắt ta chứ don't be so mischievous don't be so mischievous và phải thả cống rụt bực về rồi có cống xấu rụt bực về trên tờ này ok ta lấy dân cho từ đó number 2 adjective number 2 và ok mong muốn cần lấy mơ rụp kia bởi sẵn và khơi nhìn bởi rõ mẹ nâng ta dân cư vô cô đề niệm ấy mô bị bố nế quả ok còn mình cú sẵn này kì kào cho bà ra nấy là chú liệt đầy chuối ở đây sẵn mà có nế chú liệt tao nế rịp xe nhu mùi tiệt ok chẳng mong muốn bật chất đăng á cứ dân dụ bị thá xa bà và để ông lấy cái gì thá fickle fickle và những cái đó xa và mà nó có xa và những cái xây xa và bao nhiêu cái điện đấy và chứ nhưng vậy mà clear dân mình cứ don't be so fickle don't be so fickle mà phải thác cũng xa và p đứa có cũng sớm xa và p ok ok go to word number 3 cứ ok và một phần cái lấy tầm rụp hiệp mình sẽ nhận năng mới và mà này còn miền tụ được xa môi chọn bằng bài ấy còn một sai dùng tia là bọc xe điện mà chậm này mà đài bỏ con ấy cứ còn mơ tới khi ta hô chật mà chân cái mình bạp nóng mong con còn chỉ score lên á dừng cùi cho quần nhóm ấy mà bị bỏ này còn chân khi mà lần dụng biểu thá tùm nướng tam chật và tùm nướng tam chật rồi có tùm rơ rồi có và tùm nướng chân tờ mà chân con lấy cái gì thá spoil spoil mà spoil phải thật tùm nương tạm chật rồi có tùm nương rồi có tùm rực chứ ta okay. Chứ những bốn chữ mùi nâng clear dân mình cứ don't be so spoil don't be so spoil phải thật cùng sớ tùm nương tạm chật về rồi có công tùm rực về chứ ta ok let's go to word number 4 cứ ok dừng bị bố nếp bị bỏ rọc mà nhẹ này tại quát xâm đánh bị phiếp oa cha bỏ quát quát mà chân dương cô trai còn niệm ấy mà bị buồn này con và khi mà lên dục biệt thá arrogant arrogant trai thá vi rực mà vi rực
Rồi có mùi thích kinh dịch biệt hạ cỡ ớt cỡ tôm. Cỡ ớt cỡ tôm vì rất cỡ ớt cỡ tôm như chân tay. Ok, chắc những bốn chữ mùi nâng clear dưỡng để tâm riêng mình cứ Don't be so arrogant. Don't be so arrogant. Tại ta cũng vì rất bê, rồi có cũng cỡ ớt cỡ tôm vì chân tay. Ok, okay. Let's go to word number 5. Cứ, ok, nhé bí bỏ rõ mình nè. Mà bỏ rõ sẽ bạch màu mình nè. Cứ gọt mơ ta hạ đồ chữ ngon, hạ đồ chữ trong đăng mình đèn mà. Chắc nhưng lợi dụng con niềm mũi nè mà bị bỏ nè gọt cứ. Biết thả curious, curious, curious. Mà phải thả trong đăng mà. Có trong đăng nè, trong đăng nụ chân tất nè. Ok. Chắc nhưng nhiều bộ chữ mùi nè kia dưới cứ. Don't be so curious. Don't be so curious. Phải thả cống trắng đấng bề. Rồi có cống sớ trong đấng bề. Và ở trên sáng này nếu chúng tôi sẽ click vào tọa mùi nhé. Mong muốn chui vào thai mùi bóng. Ok, ta, let's go to word number 6. Cứ, ok, cái mình bọc mình này mà ta chỉ được một con mong muốn score lấy mơ tới. Chẳng chung lực cho con ở niềm mùi mà bị bỏ này con cứ biết thế. Rude. Rude mà phải thả chơi mà chơi một một lọp chụp comment chơi nhé trong bây giờ trong những tháp gặp có đấy cũng chơi về trên giấy còn lệ thế don't be so rude don't be so rude mà comment thì cũng phải dừng cái chân tay nhé ok ta let's go to word number 7 cái giấy bị bỏ rồi mình này và quạt mưa tới một một đằng hết nhé. Mà chẳng chung lực dụng con này mối mà bị bỏ này có cứ biết thằng lazy. Lazy mà phải thằng chill. Okay. Chẳng dừng dây cho mối kia dưới cứ Don't be so lazy. Don't be so lazy. Mà phải thằng cùng chill bị. Okay. Good. So let's go to word number 8. Cứ biết thằng này. Mà dừng dây bị mấy giây miệng này vào một mọt con để mưa tất là ngay. Cứ chung lợi dụng biệt tha grumpy, grumpy, grumpy. Và phải tha rồi u, và rồi gọi rồi u rồi toàn. Và xâm rạp chả chả chẳng ta rồi gọi khmê. Này có dùng tiền, nịt tiền rồi u rồi toàn chả chứ nè. Và hãy biết sao mới đi kênh giới thà test nè. Mà chung bộ bộ bà đai chứ nè. Và tôi màu bị tạo lên mình chẳng ta bộ bộ đai test nè mà kre chẳng ta. Mà nâng cứ ông lấy cái thà rồi u, grumpy xâm thông. Hoặc là người ta grumpy. Chứ những bộ chữ mùi nâng clear dân tầm riêng mình cứ biết thả Don't be so grumpy. Don't be so grumpy. Cống rượu bê. Chứ có cống sớ rượu bê. Ok, let's go to word number 9. Ok. Chẳng còn là cái lệch mà rụp hiệp nếp mong bọn đấng thả dân cư dô con niềm ấy mà bị bỏ ra nếp bì mà nó sợi mẹ nè. Để còn căn lôi cả đạp chuộc con khuôn đâm đó. Và ok, chắc dùm lợi dụng biết thả stingy. Stingy, stingy mà phải là cùng rì, cùng rì. Ok, rồi có cùng nành chẳng tờ. Và phía xa dịch mai dẫn dây mùi thiết khi ta màu sụt. Ok. Ta, chứng những bộ cho mùi đừng clear dẫn cứ Don't be so stingy. Don't be so stingy. Và phải là cùng cùng rì bê. Cùng nành bê, cùng màu sụt bê chẳng tờ. Ok, good. Ta lấy cho the last word, the word number 10. Cứ và cái biết tha nail. 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 Mà phải là si chô. Đuôi có chô. Mà dừng dây cắt là chô mình mắt các bạn này nè. Ok. Chẳng những bộ cho mùi đừng clear dừng mình cứ Don't be so nail. Don't be so nail. Mà phải là cùng si chô bê. Rồi có cùng chô bê mà chẳng sản áp lửa mình không. Vì chẳng cứ có si chô mà. Tôi dưng mà mình si chô để và cũng thay kịp áp khẩn thì ta ra kinh dây chẳng nè. Ok, bà ổ con chán sản áp kata nàn tôi sản áp video mới đi. Hãy sẵn cầm lại dưng để chụp hết.